Sáng ngày 25 tháng 9, tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba, Esteban Lazo Hernandez, đang có chuyến thăm Việt Nam và đại diện lãnh đạo đảng nhà nước Cuba, dự lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1973 năm 2023. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez và đoàn đại biểu cấp cao Cuba đã đến đặt hoa tưởng niệm tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chuyến thăm từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez sẽ có các cuộc gặp lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam, đồng thời tham dự một loạt sự kiện ở hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Tại tỉnh Quảng Bình, ông Esteban Lazo Hernandez sẽ đến thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba ở thành phố Đồng Hới và gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Quảng Bình. Tại tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Quốc hội Cuba sẽ thăm cầu Hiền Lương, bảo tàng khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, thăm khu di tích trụ sở chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ, dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại công viên Fidel. Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez sẽ cùng Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự lễ meeting kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm diễn ra vào ngày 26 tháng 9 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức. Ngày 15 tháng 9 năm 1973, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã đến thăm Quảng Trị trong bối cảnh Quảng Trị mới giải phóng, Hiệp định Paris vừa được ký kết, trụ sở chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam Việt Nam đã được xây dựng và ra mắt tại tỉnh. Chủ tịch Fidel Castro là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất tới thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam khi chiến tranh chưa kết thúc.